Tối 12 tháng 5, nhiều người đi xe máy may mắn thoát chết khi chiếc xe tải kéo sập thanh giới hạn chiều cao của hầm chui đường song hành xa lộ Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ, chiếc xe tải do nam tài xế cầm lái chạy trên đường song hành xa lộ Hà Nội hướng từ khu công nghệ cao về Đại học Quốc gia thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn hầm chui của nhánh rẽ từ quốc lộ 1 ra xa lộ Hà Nội thì va vào thanh giới hạn chiều cao 2,5 mét. Chiếc xe tải này đã kéo thanh giới hạn chiều cao sập xuống chắn ngang đường. Thời điểm này có nhiều xe máy lưu thông, nhưng người dân đã kịp tránh nên không bị va trúng. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.